Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Next Live Show. Ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở trên trung tâm xã Già Sang để tham gia phiên chợ đặc biệt vào chủ nhật hàng tuần diễn ra tại chợ trung tâm xã Già Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Như quý vị và các bạn đã biết thì Già Sang chính là cửa ngõ để đi vào 5 xã vùng cao biên giới của huyện Phong Thổ, bao gồm Già Sang, Tung Qua Lìn, Xì Lở Lầu, Vàng Mai Trải và Pa Vây Sử. Vâng, đây có thể nói là phiên chợ lớn nhất của 5 xã vùng cao này. Phiên chợ diễn ra vào chủ nhật hàng tuần nha các bạn. Chợ này mở cửa diễn ra từ sáng sớm cho đến khoảng tầm 2 giờ chiều, đặc biệt là giờ cao điểm. Từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, lượng người đổ về tham gia chợ phiên này rất là đông, cho nên là đôi lúc sẽ xảy ra hiện tượng tắc đường cục bộ tại khu vực chợ này. Phiên chợ này chính là nơi tập trung buôn bán của bà con các xã vùng cao xung quanh xã Giảo San, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Hà Nhì, người Mông và người Giao nha các bạn này. Trước mắt các bạn đây chính là món bánh rong, một loại bánh mà được người dân rất ưa thích mỗi khi đi chợ phiên này. Nhìn bên ngoài cũng rất là bắt mắt và ăn vào thì rất là ngon các bạn ạ. Ngoài ra thì ở phiên chợ này thì bạn có thể tìm thấy gần như là đầy đủ tất cả các sản vật từ núi rừng, ví dụ như là thịt chuột này, thịt sóc này, rồi là những cái đồ ngâm rượu hoặc là phong lan, táo mèo, thảo quả và rất là nhiều sản vật khác mà chỉ có những phiên chợ như thế này mới có các bạn nhé. Đến với phiên chợ này chúng ta còn có thể ăn thắng cố các bạn nhé. Còn gì tuyệt vời hơn là khi mà đến chợ xong là gọi một bát thắng cố và kèm một ít rượu ngô nữa thì hết ý luôn rồi. Có mà say vật vã nằm ở ven đường này.